Hello, xin chào tất cả anh em yêu mến form gần trên cả nước anh em. Thì hôm nay thì sang quay video cho anh em xem những cái cây mầm mai gừng anh em. Thì sang đã có thời gian thì sang cũng bận việc nhiều quá không quay cho anh em xem cái này. Đó, thấy không? Cúc hoa hương, anh em. Đây là cây cái của nó nè. Cái của nó sang ấy anh sang ghép anh em. Hôm nay thì nó ra sớm, ra bông sớm rồi nè. Hoành cây này cũng sáu mấy rồi nè. Đó. Cây trong kia thì nó đang đang ấy nè. Đang lớn. Cái bông anh em thấy cúc hoa hương anh em thấy đẹp không? Những bông cúc này nè. Đó. Trong đó con cây nữa nè. Hôm nay lặt lá hơi sớm cái nè. Rồi cây này nữa nè. Cây đó thì sao cũng mới ghép thôi. Anh thấy không? Nó qua ra quá trời qua luôn nè. Hôm nay sớm cái nè. Cây này thì đa phúc rồi nè. Cái này thì nó chắc Tết nó nở kịp đó nè. Đây, nụ nó búp nó lên nó. Thấy không? Còn bây giờ thì hiện giờ bữa nay ngày 21 dương lịch rồi nè. Rồi cây này nở kịp đó. Cây này anh em thấy u bú không? Cái cục u đó là gần 70 anh em. Năm nay tàn nó hơi ít anh em, nhưng mà sang năm tàn nó sẽ nhiều anh em. Rồi quay cho anh em xem vậy thôi. Cũng chúc anh em năm mới sức khỏe và làm ăn ngày càng phát đạt anh em. Xin bye bye anh em ạ. À.